Tiểu sử cha Phanxicô Trương Bổ Diệp. Cha Phanxicô Trương Bổ Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897. Một tháng sau được cha Du Xe sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Lôn, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha ngài là Mikae Trương Văn Đặng, mẹ ngài là Lucia Lê Thị Thanh, gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước, tỉnh An Giang. Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất, cha ngài dời gia đình lên Bát Tam Bang bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Lôn, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài người em gái tên là Trương Thị Thiền. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diên, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, tỉnh An Giang, học xong tiểu chủng viện, ngài lên đại chủng viện Nam Vang, Campuchia. Lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên Trực thuộc giáo phận Phnom Penh, Campuchia. Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang, dưới thời giám mục cha Balier người Pháp. Lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Nhiều, tại họ đạo Cồn Phước. Từ năm 1924 đến 1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Can Đồ, Campuchia. Từ năm 1927 đến 1929, ngài về làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Diên, tỉnh An Giang. Tháng 3 năm 1930, ngài về trong nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Hút Tréo, Đồng Gò, Rập Trắng. Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945 đến 1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản. Cha về trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ. Nhưng ngài trả lời, tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo sự, ở cây gừa. Người ta định giết tất cả nhưng ngài nói chính ngài là chủ chăn các con chiên đó, vậy xin chết thay cho các con chiên của ngài. Họ chấp nhận mọi người được thả còn ngài thì bị đem đi thủ tiêu. Những người trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ đạo biết chỗ họ ném xác ngài, trong cái ao sau nhà người anh ông giáo sự. Các vị đến nơi được báo mộng thì vớt được xác ngài đã bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ chỗ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình. Thân xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giê-xu trên thập giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, và nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Các vị chức sắc lén đưa xác ngài về chôn bí mật trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo, do nhà ông giáo sự thuộc họ đạo Khúc Tréo, làm thế kín đáo hơn đưa về Tắc Sậy. Như vậy ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Tuất. 23 năm sau, tức năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, di dời về nhà thờ Tắc Sậy. Lễ dỗ đầu tiên do cha Anton Vũ Xuân Vinh tổ chức năm 1979, với khoảng chừng 30 người tham dự đến từ những họ đạo chung quanh. 10 năm sau nữa, tức năm 1989, ngôi mộ của ngài được trùng tu thành một ngôi nhà mộ nho nhỏ lập tôn ở phía sau nhà thờ Tắc Sậy và được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Những ngày đầu tiên, số người tham dự cầu nguyện rất ít ỏi, nhưng dần dần số người nhận được ơn lành nhờ lời bầu cử của cha Diệp ngày càng nhiều và họ đồn thổi về sự hiển linh của ngài.
nên rất đông đảo người lương cũng như trong nước và cả ngoài nước đều tuôn về Tắc Sệ để cầu khấn với ngài. Số khách hành hương trong ngày lễ giỗ ngày càng tăng, con số lên đến hàng chục ngàn người, và không chỉ trong ngày lễ giỗ, mà còn thường xuyên trong năm vẫn có những người đến hành hương. Vì thế, kể từ ngày 21 tháng 1 năm 1997, Đức Giám mục Cần Thơ Emmanuel Lê Phong Thuận đã chính thức thành lập trung tâm truyền giáo Francisco tại Tắc Sệ. Từ nơi đây, rất nhiều người đã nhận được những ơn lành phần xác cũng như phần hồn. Đầu năm 2010, một ngôi nhà mộ cực kỳ khang trang và hiện đại đã xây dựng xong. Hài cốt ngài được di chuyển vào đó với lễ cải táng rất long trọng do giám mục Stefano Tri Vũ Thiên, nay là giám mục địa phận Cần Thơ chủ sự. Hằng ngày đều có các tín hữu ở khắp mọi nơi trong nước cũng như ngoài nước, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn nguyện và tin tưởng vào sự linh ứng của ngài. Các lễ giỗ được tổ chức hàng năm tại đây, và mọi người từ khắp nơi đổ về tham dự ngày một đông đúc hơn. Năm 2012, lễ giỗ được tổ chức trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 với 4 thánh lễ để đáp ứng cho số người tham dự lên đến trên 20.000 lượt người tham dự.